Thế Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV. Chào mừng quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô NG Hồ Quang. Xin kính chào quý vị khán giả của Việt TV. Chào Thi Nhung. Dạ vâng. Và Thi Nhung nhớ là trong lần phát sóng lần trước thì mình vẫn còn mỗi câu hỏi mà Thi Nhung đọc câu hỏi rồi cô cũng chỉ trả lời sơ lược thôi. Thì ngày hôm nay Thi Nhung xin phép đọc lại câu hỏi của một vị tên là Vi. Thi Nhung nhận được vào ngày 10 tháng 1. Đó là xin hỏi cô NG Hồ Quang, trợ cấp QMB cho người low retirement không quá 1.000 đồng là trước hay sau khi bị trừ 121 đồng 80 cent tiền Medicare? Cảm ơn cô. Dạ, xin trước khi trả lời cái câu hỏi này, xin thưa với quý vị, cái này là Thi Nhung đang đứng mà đánh cứng mình lắm, là tại vì trước khi thu hình đó, Thi Nhung có nói với tôi một câu, xong rồi Thi Nhung năn nỉ, cô đừng có lên trên làn sóng cô khai ra, là tại vì Thi Nhung nói cô, mình nhiều thơ quá, cái câu này cô trả lời chút xíu tại vì câu hỏi còn hạn thôi. Kính thưa quý vị, Thi Nhung thì nói như vậy, nhưng mà một cái câu hỏi nghe chừng như là đơn giản còn hạn thôi, nhưng mà thật sự tôi sẽ phải phản ứng với cái ý kiến của Thi Nhung. Chắc là phải lấy hết phần 1 của show này thì mới nói hết được về cái chương trình Low Retirement with QMB. Trong show kỳ trước đó thì tôi có sơ lược là những vị mà về hưu thì có những người đi làm nhiều năm, cái số hưu sẽ tốt. Có những người qua đây trễ tràng, chạy đua với thời gian, ráng đi làm sao để hội đủ điều kiện xin tiền hưu. Lý do là tại vì trước đây lâu lâu lắm, thì khi mà mình đến Mỹ đó, mình đến Mỹ theo diện tị nạn, thì sau 30 ngày hội đủ điều kiện về tuổi tác và bệnh tật cũng như tài sản thì mình sẽ xin được SSI. Và còn những người di dân đó, thì trước đó chỉ cần ở Mỹ 5 năm, rồi mình sẽ xin được SSI với luật lệ hiện hành. Thì một người muốn được hưởng cái trợ cấp SSI thì một, phải là công dân Hoa Kỳ. Hai, là phải đi làm có 40 tín chỉ. Và nếu là đôi vợ chồng thì tổng số tín chỉ của đôi vợ chồng cũng phải lên 40 tín chỉ. Thì nhiều vị qua đây cũng có chia sẻ với tôi cái tâm tình như vậy. Cô NG ơi, tôi hồi Việt Nam đó, thì trong thời gian chiến tranh rồi mình cũng không có dịp đến trường, rồi lo con, lo cái, lo gạo, lo tiền. Do đó, cái mức độ học vấn của tôi về mặt Việt ngữ cũng có phần hạn chế. Nay, qua đây ở cái tuổi năm mấy, 60, 60 hơn, mà biểu tôi thi tiếng Mỹ để đậu làm công dân Hoa Kỳ, thì cái chuyện đó vô cùng khó khăn. Mà như cô nói là phải tốt nhất là có công dân Hoa Kỳ để xin SSI. Thì tôi có lời khuyên là nếu mà mình biết rằng mình sẽ có những cái khó khăn khi thi để trở thành công dân Hoa Kỳ, thì mình có cái chữ này nó nghe, tại tôi không biết bánh bài, nhưng mà tôi biết cái chữ này là nếu mình nói là quý vị hiểu, mình binh đường khác. Mình binh bằng cái đường là mình đi làm. Mình đi làm thì quý vị lại cũng có chia sẻ, cô ơi, qua đây tiếng Anh thì ít mà tiếng em cũng không có bao nhiêu. Do đó đi làm mà không có tiếng Mỹ rất khó có việc. Thì tôi cũng đề nghị là những cái việc nào nhẹ thôi, đòi hỏi rất ít những cái kỹ năng hay là ngôn ngữ. Thì thiệt ra thưa quý vị, trong năm 2017 chỉ cần làm có 1.300 đồng trong một cái thời hạn 3 tháng là mình tạo được một tín chỉ. Thì tới một năm mình có được tối đa 4 tín chỉ. Thì mình quánh không được cái đường 5 năm thi quốc tịch, thì mình binh cái đường 10 năm làm việc. Rồi, bây giờ nếu một người đi làm được 10 năm, thì mình đủ gì? Mình đủ tiêu chuẩn để xin hưu bổng an sinh xã hội. Nhưng mà với 10 năm mà làm theo cái kiểu mà nắng mưa, rồi khi có khi không, thì nếu quý vị đóng khoảng 5-6 ngàn một năm, trong 10 năm, thì quý vị hội đủ điều kiện lãnh tiền hưu, nhưng mà cái tiền hưu đó có thể sẽ rất là khiêm nhường. Cái khiêm nhường, tôi nói thường là khiêm nhường, nó ít hơn
cái chi phiếu SSI mà một người là công dân Hoa Kỳ không có đi làm vẫn được hưởng. Hiện nay, cái chi phiếu SSI cho một cá nhân là 735 đồng. Một cái chi phiếu SSI cho một đôi vợ chồng là 1.103 đồng. Thì trong trường hợp mình có đủ điều kiện để được hưởng tiền hưu, như let's say cái tiền hưu mình có 400. Thì cái 400 đó đó, lãnh tiền hưu xong, mình được ghi danh vào chương trình Medicare, thì tự động Sở An sinh Xã hội sẽ ngắt ra một phần để đóng dùm cho quý vị vào cái bảo phí Medicare phần B. Cái ông hay bà cho biết là cái Medicare 121 đồng 80 xu, cái đó là chuyện quá khứ. Năm nay, trong năm 2017, cái Medicare Premium là 134 đồng. Thì sau khi ngắt ra thì quý vị nói, thấy mồ không, tôi làm có 400, ngắt rằng hơn 100, tôi còn có 200 mấy. Rồi tôi nhìn qua người hàng xóm, cái người đó không có đi làm gì hết trơn. Nhưng mà may mắn hơn tôi là công dân Hoa Kỳ. Vì vậy được hưởng SSI và với cái Medicaid thì vị này không phải đóng một cái phí tổn nào hết về y tế. Thì trong trường hợp một này thì cái vị mà lãnh tiền hưu 400 một tháng đó có thể xin thêm SSI. Okay. Thậm chí mình chưa là công dân Hoa Kỳ mình vẫn xin được. Vẫn xin được tại vì mình có rủng rỉnh cái 10 năm làm việc. Thì với rủng rỉnh 10 năm làm việc, mình xin cái phần sai biệt của chương trình SSI. Thì luật cho biết nếu mà mình được 1 đồng trên chi phiếu SSI, mình cũng được hưởng luôn cái Medicaid. Sự khác biệt giữa Medicare và Medicaid, trước kia cái vị mà lãnh 400 một tháng tiền low retirement đó, thì phải đóng 100 mấy một tháng cho premium part B. Bây giờ Medicaid cover cho cái vị mà lãnh SSI, thì Medicaid sẵn sàng đóng cái phần premium hàng tháng. Cái người mà Medicare không á, Medicare không là sao, là chỉ có Medicare mà thôi đó, thì sau khi mình đóng cái bảo phí phần B, mình vẫn phải đóng cái deductible và mình phải chịu trách nhiệm trả 20% cái y tế phí. Thì một khi được hưởng SSI rồi được hưởng thêm Medicaid, thì vị này sẽ được Medicaid trả giúp cho mình cái monthly premium, là cái bảo phí hàng tháng, giúp trả cho mình cái deductible, giúp trả cho mình cái 20% phụ đóng, và mình được mua thuốc theo toa với một cái giá rất là tượng trưng. Đó là chuyện thứ nhất. Bây giờ qua tới chuyện thứ hai là câu chuyện của Thi Nhung. Vị này nói low retirement thì chắc chắn là vị này đánh tiền hưu. Nhưng mà low á, nói cái vị này thì xin thưa quý vị, low mà low vừa vừa thôi, chứ không có low lắm. Này không nói số, sao cô biết low vừa vừa ha cô? Low vừa vừa, tại vì nếu mà low quá đó thì đã xin SSI rồi. Cái low vừa vừa đó là có cái mốc mà vị này hỏi là con số 1.000 đô la. Không có xin SSI được. Không xin SSI được. Thì chắc chắn là phải một cá nhân phải hơn 735 đồng rồi. Thì khi mà vị này hỏi con số 1.000, thì tôi xin thưa cái đó là vị này đang hỏi cho cá nhân mình. Phải không? Tại vì có nghiên cứu, tôi biết là vị này có nghiên cứu về chương trình QMB. Bây giờ chúng ta lật sang trang một cái sự trợ giúp của chính phủ đối với những người mà chúng ta gọi là lâu lâu thôi chứ không có lâu lắm. Cái người mà lãnh SSI là lâu khá khá. Còn cái vị này mà khoảng 1.000 thì là lâu lâu. Không có quá 1.000. Không quá 1.000 là lâu lâu. Thì cái lâu lâu này đó, quý vị được hưởng Medicare. Nhưng mà cái lâu lâu này mình 1.000 mà mình vẫn phải trả 100 mấy một tháng, mình vẫn phải trả deductible, mình vẫn phải trả 20% phụ đóng, thì quy ra mình cũng còn thua hơn cái anh mà lâu thiệt lâu. Do đó chính phủ, như quý vị nghe cái chữ Medicare Saving Program, là cái chương trình giúp đỡ cho những người có Medicare nhưng mà lại được quản trị bởi chính quyền tiểu bang.
Và Thi Nhung nghĩ rằng là trong câu hỏi này thì cũng còn một phần nữa, cô cũng giải thích luôn cái chương trình là trợ cấp KLB, nhưng mà thời lượng của phần 1 mình cũng đã hết rồi. Mong quý vị vẫn giữ màn hình của Việt TV chỉ sau một vài quảng cáo thương mại. Mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình.